Cho nên sau này á, Miên nó vượt đó, theo là cuốn đầu thơ Đức Phật Bổn Sư nói đó, nó đi cái đường này nè. Tại sao mày không xuống chợ Kinh mà đi ngang Châu Đốc mà chơi là Vinh trở về đó? Vậy thì là thằng Miên này nó đi tới đó đó, nhưng mà không sao đâu của bác. Nó đi vậy chứ nó về không còn gốc đủ gốc năm vô nữa. Bởi vì là tại cái nhân quả chúng sanh là phải trả vậy thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Dạ, kính thưa toàn thể quý cô bác, thì hôm nay chúng cháu cũng họ đủ được cái nhân duyên gặp được chú Sáu. Trong chương trình trao đổi Phật pháp ngày hôm nay thì chúng cháu cũng có một cái vấn đề hiện tại cũng đang xôn xao trên cộng đồng mạng, là ở bên ranh giới Việt Nam và Campuchia là xảy ra một cái tình trạng là bên người Campuchia đánh người Việt Nam mình đó chú Sáu. Dạ. Chú Sáu thấy cái trường hợp này nó như thế nào chú Sáu? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam Mô Phật. Bởi vì tình hình Campuchia hiện nay cái người dân của mình là Việt Nam mình đang thiếu thốn về vật chất, cái nghe lợi nhuận là làm việc lương nhẹ mà lương cao, thành nghe sự dụ dỗ cái người ta đấy, gạt qua bển bán. Thành ra là vừa rồi là ở tại huyện An Phú, là chỗ đó là xã Khánh An hay gì đó ha, thị trấn Long Bình, xã Khánh An Khánh Bình á, thị trấn Long Bình đó, nó xảy ra trong 40 người đó bị vượt qua nhờ Việt Nam mình bên đây là cầu cứu, là chính quyền nữa tiếp giúp về sức khỏe, rồi cũng nhờ cái chuyện đó thì chắc trên cộng đồng mạng thấy cái chuyện này xung sao hôm nay, thì cái chuyện này cũng nhờ là địa phương nhân loại thương nhau để vớt lên đó. Chứ không thôi là không có cái bà con ở địa phương đó với chính quyền địa phương đó thì cái người là 40 người này cũng chắc giả lắm. Thì bà con nó gần xa nhớ đừng có nghe lời những cái dụ dỗ mà mằn ăn mà việc nhẹ mà lương cao đó, đừng có tin tưởng nữa. Toàn trong nước mình tụi nó ở sau lưng là nó cái mưu mẹo của thằng Trung Quốc, nó để nó muốn ám hại mình từ mấy ngàn năm nay lận. Còn vấn đề vụ mà biên giới này thì hiện giờ bà con ơi, đáng lo làm hiền đi, làm phước. Bởi vì Miên trước sau rồi không biết lúc nào nó lâm le là ở sau lưng đó, thằng Trung Quốc đó là nó suối. Chứ thật chắc ra là mình với Miên hồi đó và bạn bè anh em đâu có vụ mà để xích mẻ. Bây giờ nó với cái tính cách của nó là hung bạo, làm người dân mình nó kỳ lắm. Cho nên những số bà con gần biên giới nó cũng dáng lo tu gần xa, cho nên đi ráng làm phước. Một ngày nào đó thì các thiên liêng cao cả cũng che chở mình, thì nó không biết lúc nào mình vượt đó, cái như là nó phải có vượt, không biết lúc nào. Cho nên có đoạn Đức Thầy nó lao sao bể Bắc non tầng, quân thiên tham báo xa gần cũng qua đó. Vậy thì nó ham lắm, mảnh đất của Việt Nam mình đó là màu mỡ mà. Nó ham lắm. Cho nên tôi cũng khuyên cô bác trước bây giờ mình vừa làm ăn vừa làm kinh tế buôn bán, nhưng mà nhín nhúc thời gian cúng lại và niệm Phật, rồi chia sẻ tình thương chòm xóm thiếu hụt giúp đỡ nhau. Cái đó là tình thương, đó là đồng bào nhân loại mình buôn bán là sâu thuê đi là thế đóng, tức là cũng là đền ơn đất nước. Cho nên hiện giờ bà con vừa tu vừa làm công quả công đức hàng ngày. Đằng một ngày nào đó Miên có vượt mình cũng các đấng thiên liêng cao cả che chở. Cho nên sau này á, Miên nó vượt đó, theo là cuốn đầu thơ Đức Phật Bổn Sư nói đó, nó đi cái đường này nè. Tại sao mày không xuống chợ Kinh mà đi ngang Châu Đốc mà chơi là Vinh trở về đó? Vậy thì là thằng Miên này nó đi tới đó đó, nhưng mà không sao đâu của bác. Nó đi vậy chứ nó về không còn đủ gốc năm vô nữa. Bởi vì là tại cái nhân quả chúng sanh là phải trả vậy thôi. Cho nên bây giờ cô bác ráng hàng ngày niệm Phật, cho nên một ngày nào đó thì nó tai nạn qua khỏi hết trơn à. Cho nên cậu hai thân sĩ cũng kêu mình ráng niệm Phật. Cho nên là ông nói với Đức Phật, Đức Thầy cũng kêu niệm. Thì chữ Đức Thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy quá kẻ của mình. Bởi vì giặc giả chiến tranh đạn này là chỉ đạn chính mình không, chứ mình đâu tránh đạn được. Nhưng mà nhờ mình niệm Phật hàng ngày, làm phước công đức công quả hàng ngày thì cái ngày phước đức đó đạn che chở mình, chứ mình không thể nào né được. Cho nên cậu hành sĩ nói là có thiện cảm Phật ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu, với người là vớt sông sâu, không kêu ai cứu ai hầu cứu cho. Vậy thì là hàng ngày mình có niệm, có cảm, có ứng thì tới chuyện mình niệm là các ngài giúp mình liền. Còn hồi nào là mình không có niệm gì đó, nó có chuyện cái bắt đầu mình niệm như các ngài không có cảm ứng được, là tại vì cũng giống như mình chơi bạn bè đi, hàng ngày mình tới lui bạn bè có thân thiết thì khôn cái bạn bè giúp. Còn mình hồi nào thì mình không chơi với bạn bè nữa đó, tan thuộc mình không có thân gì chứ, mình cần ta cũng muốn giúp cũng không có vui nữa. Thì đây ý của cậu hai á, lãnh sĩ cũng kêu mình dán hàng ngày niệm Phật đi, cho nên tôi đọc lại cô bác cho nó quen cái niệm Phật trong tâm mình. Thì tới một ngày có chuyện gì đó nó xảy ra thì mình niệm Phật ngài mới ứng. Cho nên ông mới nói có thiện cảm Phật ngài mới ứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Mình niệm không thật tâm thì Phật không chứng, ví người lại vớt sông sâu, không kêu ai cứu ai hầu cứu cho. Đó. Niệm Phật chẳng có béo no chi Phật, Phật cũng không mong muốn chúng sanh nhắc tên, chúng sanh muốn Phật viết lên, ấy là phải niệm tên của ngài. Vậy thì mình gián niệm, trong thời kỳ gián niệm hàng ngày vừa buôn bán, vừa niệm Phật, vừa làm cỏ, vừa niệm Phật, nó gọn nói chung là đi đứng nằm ngồi. Vậy thì cô bác cái pháp môn tịnh độ thời kỳ Phật pháp này nó hợp cái nhân viên chúng sanh thời này Phật giải lắm. Còn vấn đề miên, bởi vì cô bác cũng an tâm đi, thằng miên thì là thằng miên, cái đó là nhân quả chúng sanh giữa mình với nó, là tiền kiếp mình không biết làm sao thì nó vượt mình đó. Nhưng mà không có sao đâu, cái người có tu có phước đức chư thần che chở hết trơn. Còn cái không có phước thì mình không biết, nhưng anh em có phước tu làm phước một ngày nào đó thì sẽ hết, không có cái tai họa đến mình. Nhưng mà thằng miên nó vượt nha, thằng miên vượt là ông năm chào nổ đó. Bởi vì là khi là mừng miên nó khởi động đó, là có nghĩa là ông năm chèo dưới là khởi động, là trên này lùa xuống ông năm chèo hốt à, trong không hốt đâu à. Cho nên là thằng miên đó nó nói nó hạn mình lắm, nhưng mà không có sao, tại cái thời trời là để sắp xếp cái màn lớp như vậy thôi. Chứ Việt Nam mình lính bộ đậu mình tài giỏi lắm, trong phải tầm thường, an tâm đi cô bác dẫn đi. Nhưng mà phải tu hành mới tránh khỏi cái đường này. Bởi vì còn cái bệnh dịch đó, thì xưa nay bệnh dịch là cũng nhờ chính phủ mình chích vaccine giảm bớt hết. Nhưng mà cô bác ơi, thì mình cũng dán tu, đừng có ý vaccine hết cái mình không lo tu. Thì mình phải luôn lo tu, vô lo làm ăn và làm cái việc thiện giúp được xã hội, cái gì giúp. Cho nên đó là cái cô bác dán ăn chay, người nào ăn chay được không được thì cũng phải 4 ngày. Rồi cái cúng thì ngày 2 thời là tốt lắm. Cho nên đoạn đó Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Vậy thì mình cứ mỏng một lần cầu nguyện của mình là phước hằng hà sa phước đó. Tại cô bác không biết cái phước báo mình, trong đó mình cầu nguyện cho ba tánh dân dân nè, cho bản thân mình và của quyền mình, phước báo lớn lắm. Thành ra cô bác nhín nhúc làm ăn gì làm cái sáng chiều nhín trong có 5 phút xong cái thờ cúng mình. Còn nếu cô bác đi đồng đi bái không có gì được ở trong ruộng thì cũng niệm hướng về hướng Tây, niệm 4 hướng 6 4 hướng là cũng được. Dạ chú Sáu ơi, thì trong giảng thầy có nói là tầng ban hậu hận tiêu dư động, thì theo như con thấy là thông tin có nói là cái cuộc mà 40 người mà nhảy từ sông qua bên Việt Nam để mà cầu cứu người Việt Nam đang giúp đó, chú Sáu. Yeah. Thì những người đó là theo như là người đa phần là người Trung Quốc đánh đuổi nhiều đó, chú Sáu. Thì có phải tầng ban hậu hận này là Trung Quốc không chú Sáu? Chứ tầng đây á thì nó theo cái giáo lý của Đức Thầy nói là tầng ban hoạn tiêu du động Nam Bắc lương dân tiến linh xa. Vậy thì chữ tầng đây là ý muốn nói là trong đó có thằng Miên, có thằng Trung Quốc nữa. Bởi vì thổ á, thì cũng là Miên. Mùa xưa hai cái từ lắm. Mùa xưa ông bà mình kêu thằng thổ, mà dùng cái từ thổ thì nó quá nặng. Cho nên bây giờ mình với người Campuchia dùng từ Campuchia là cái từ nó rất nhẹ, là dễ thương. Còn dùng từ thổ giống như thằng Miên nó kêu mình thằng An Nam, cái tiếng nặng lắm đó. Hồi xưa kêu mình thằng An Nam đã nặng, là kêu mình người Việt Nam mà không kêu kêu ăn Nam, cho nên bây giờ là mình dùng cái từ là Campuchia, chớ là thằng khổ đó. Thằng khổ là quá nặng, giống như mình nói nặng nó đó. Cho nên bây giờ chắc chắn là nó trời chuyển ắt chuyển mưa, có mưa. Vậy thì cái 40 người để thoát khỏi nạn ở giữa Campuchia, trong đó thì thằng Trung Quốc này nó có mua đồ nhưng mà nó quá lộng đi. Nó quá lộng, nhưng mà cô bác ơi, chắc có thể là phải chạy, không biết lúc nào. Cho nên có đoạn ông Sấm Trạng nói: Long dĩ sau đời khởi chiến tranh. Long là rồng, dĩ là đuôi, đầu rồng đuôi rắn. Mà không biết năm nào nghe, tại trong cái Sấm Trạng đó vậy, thì sẽ tần khởi. Mà tần khởi là vào năm Tỵ, tức như Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Vậy thì Long là rồng, dĩ là đuôi rồng, mà đầu cũng rắn. Hoặc có đoạn đó là xà cắt cổ, tần dương khởi loạn. Vậy thì mình không có nói, nhiều khi 20-30 năm sau cũng là rồng hay là rắn, chứ không phải nói quyết định là rồng sắp tới hay rắn sắp tới, không dám định năm nào. Thì mình căn cứ, nhưng mà chủ yếu là phải có phước đức. Dẫu cho mình có chết trước cái ngày Miên đã dược thì mình cũng có chút xíu phước, cũng về như một cảnh giới an nhàn. Vậy thì tôi cũng khuyên cô bác sớm với chiều thì dán một hai thờ như Đức Thầy đã dạy, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chuông vô kế. Vậy thì một ngày nào đó thì lỡ có sự cố xảy ra thì mình cũng thoát nạn. Tại vì mình niệm Phật có phước báo lớn lắm. Niệm Phật một tiếng vô cái đấu với chu kỳ này á, thì Đức Phật cho phép và được hưởng phước báo là tại vì xả tẩu, kỳ xả tẩu nay còn một lúc, sao chẳng tu vẫn có hưởng nhờ đó. Vậy thì cái chu kỳ này theo lời ông Ba Thớ nói, niệm Phật một tiếng Phật trao 10 lời, mà bố thí 1 hào, một Phật thưởng cho 10 hào. Tại cái thời kỳ của ông Ba Thớ ra đời lúc đó xài hào không à, chứ không phải xài đồng như bây giờ, thành ra dùng cái từ là hào đó. Cho nên cái đoạn này tôi nhắc qua cái pháp môn tịnh độ của cậu Hai Sĩ ông Tả này nha. Cái pháp môn niệm Phật là rất là cao siêu, mà đơn giản người đời người gì tu cũng được, người bán cá bán thịt gì tu cũng được chứ, hay hoặc nhổ cỏ hoặc đi làm việc gì cũng tu được đó. Công ty đang làm cũng niệm Phật được. Cái pháp môn niệm Phật là siêu pháp vậy đó. Cho nên tôi đọc cái đoạn này là cái đoạn của cậu Hai Sĩ ông nói. Lúc mà tôi chứng minh cái pháp môn tịnh độ trước đi, rồi lúc mà mình vừa phát tâm tu á, thì ao sen thất bảo Đức Phật A Di Đà ở trên để một hột giống sen xuống đó, ngon không? Mà trong ao thất bảo này, trong 7 báo, cái ao đó là 7 báo hiệp thành đó, là cái ao đó. 7 báo là nào rồi vàng bạc lưu ly mã não kim cương sa phê đủ thứ chứ, rồi gọi là thất bảo. Thì ngài bỏ, khi mà chúng sanh dưới này là vừa phát tâm nguyện để tu hành thì ở trên gieo một hạt giống là giống sen. Cho nên tôi mới chứng minh qua Đức Thầy nói thần thức nhập thai sen qua hảo đó, thai sen tinh hảo đó. Vậy thì lúc mà mình đủ công đức công quả, mình tắt thở thì cái liên qua quá thăng giống như Nha Cha vậy, chắc quý vị cũng coi cái chuyện đó biết mà. Vậy thì mình niệm Phật hàng ngày cũng lại là phước báo mình chỗ đó đó. Thì thức nhập khi mà bỏ sát về trên và cái hoa sen nó nở từ từ thành liên qua quá thăng là vậy đó, sống trường thọ. Giờ tôi mới chứng minh cái đoạn của cậu Hành Sĩ nói: ai ai cũng dưới trần đời, nhiều người lại sắp về ngờ dưới đây. Trên đây nó lộn, ai ai cũng dưới trần đời, nhiều người lại sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen có một rừng mây bay vào. Tâm thanh sen được 4 màu, khởi tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Có sen tư tốt mỗi ngày, có sen tư tốt phút giây lỡ tàn. Vậy thì á, ý muốn nói cái người mà tinh tấn tu hành ngon lành, cái sen tốt tốt khi bỏ sát đây, cái thằng thực nhập thai sen tinh hảo là cái đoạn đó đó là Thầy nhắc đó ha. Còn người mà tu mới tiến bộ lên cái ngon lành, cái bỏ phế không tu nữa, sen nó héo. Nhưng mà không sao, cái héo đó thì cũng có hột giống của Bồ Đề của Đức Phật gieo rồi, tu nữa là sen tư là giống như mình cây khô tưới nước à. Cho nên là tôi thì cũng tu dở bẹt à, nhưng mà tại như để nhắc ấm áp cái tình đạo là thôi, chứ tôi cũng tu với bạc chứ không có giỏi. Kệ mình có tinh thần để nhắc nhau cho anh em gần xa, chứ nhiều huynh đệ siêu dữ lắm, còn tôi thì kể như là tôi cũng không có giỏi. Dạ chú Sáu ơi, thì trong cái đời mặt pháp như thế này thì chúng sanh cũng phải chịu những cái căn bệnh như là căn quả của nhiều tiền kiếp trước. Vậy thì những cái bệnh mà u nang hay bệnh nan y, ung thư vú đó chú Sáu, thì đó có phải là những cái bệnh căn hay là bệnh như thế nào chú Sáu? Dạ, đó bệnh căn đó. Dạ, chú Sáu giảng dạy như là chia sẻ cho bà con biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi chia sẻ cái thứ nhất về cái bệnh căn. Cái thứ nhất là hôm nay là mình ăn uống nó về khoa học quá. Một là ăn nó gọn là hình như là cái chất khoa học rất nhiều, rau cải xịt nó tồn động trong cái sức khỏe một phần, giờ nó sinh ra bệnh. Cho nên có câu nói là cái sức khỏe mình là do cái sự ăn uống, rồi cái nhân quả là một việc nha, chứ không phải họ không có. Cho nên đoạn đó Đức Thầy nói duỗi ốm đau cũng bị căn tiền, hoặc thiện kiếp làm điều báo ác, thì cái chuyện đó là một việc ăn uống phải kỹ. Đối với Đông y á, thì ăn phải biết âm và dương cân bằng, mà nếu dương quá cũng không được, mà âm quá cũng không được. Cho nên đó là cái câu dí của Đông y á, nói là âm bất sanh, là tức là nếu âm hàng âm ngộ, là tức như là nó ăn nhiều quá cái chất mát thì nó ngộ độc đó. Còn là ngộ bắt cuồng, tất nhiên nóng quá này nó cuồng, mình ăn có âm có dương điều hòa nó mới tốt. Vậy thì bây giờ là cái bệnh ung thư này đó nó có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là mình ăn bị trúng nhiều ngày, ăn trúng độc nhiều ngày thì mình không có cách giải, giống như là có bệnh thì mình không có biết ha, chứ không biết cách giải. Dạ. Dạ. Vậy là mình muốn cân bằng âm dương thì mình phải làm sao chứ sao? Cái thứ nhất là mình phải là ông thầy bên Đông y á. Đông y là mình hướng dẫn cách quá giải. Một là giặt thuốc uống, trước nhất là mình muốn giải cái bệnh đó là phải giải độc trước. Thí dụ người đó ung thư vú, cũng như giống như người đó ung thư vú thì mình biết đó là do độc tố, thì mình giải cái độc tố trước, rồi mình bắt đầu mình giặt thuốc cho uống thuốc trong làn da nó mới hết đó. Hoặc giả là khối u nang cũng do từ ăn uống nó không có cân bằng âm dương thì nó mới sanh bệnh. Cho nên đoạn Đức Thầy nói là khi uống ăn không được điều hòa là nguyên nhân căn bệnh phát ra đó. Đó, cái món ăn mình không được điều hòa, tại vì dương quá, mà âm thì âm quá thì nó sanh bệnh. Cho nên âm dương phải điều hòa. Dạ, vậy đó cũng có phải có một phần của căn là bệnh căn không chú Sáu? Cái đó bệnh căn một phần. Dạ, cũng có là bệnh do cuộc sống mình ăn uống hàng ngày cũng bệnh đó ha. Đúng rồi. Dạ. Thì theo như những căn bệnh mà thường hay gặp là bây giờ là ung thư vú đó chú Sáu. Dạ. Bây giờ là mình có cách nào mình chữa trị hay là làm sao cho nó giảm cho bà con mình được biết không chú Sáu? Đối với tôi thì bệnh đó tôi cũng trị rất nhiều người, nhưng mà con cái tôi trị là tôi không cần cái danh. Có nghĩa là hết thì đừng chỉ, tại vì tôi lúc đó, cái thời điểm đó tôi đi làm hoài, nhiều khi lúc đó mình cũng còn khổ á. Những cái tôi chỉ cũng nhiều người kêu hết thì đừng có đồn, nhưng mà theo thấy tôi bây giờ lớn tuổi rồi, thành ra là cái ở nhà ăn nhà để giúp đời, chứ lúc đó mình còn trẻ đi kiếm công ăn việc làm nuôi gia đình á, thành ra tôi cũng chỉ rất nhiều người giấu. Bây giờ tôi cũng thành thật lớn tuổi, ở nhà làm công ăn việc làm nó cũng ổn định thì tôi trị được cái bệnh đó. Dạ, thì theo như chú Sáu chia sẻ là bây giờ chú Sáu cũng đã lớn tuổi và cũng đủ được cái nhân duyên, cũng là gieo một chút phước cho bà con, cũng như là mình đủ cái nhân duyên để mình trị bệnh đó chú Sáu. Thì bây giờ chú Sáu cũng chia sẻ cho bà con mình cũng biết đây mình sẽ trị bệnh và như là những cách trị như thế nào cho bà con mình cũng được vui mừng đó chú Sáu. Đối với ung thư, thứ nhất là một khi coi có mổ chưa, nếu mổ thì mình tính khác, còn nếu chưa mổ thì lợi sớm thì mình tính khác, nó nhanh hơn chút xíu. Mổ thì nó hơi chậm, ví dụ mổ rồi mà nó có mũ lầy hoài đó, mổ chỗ này nó nhảy kia. Cái thứ nhất thì mình cũng có cách. Cái thứ hai, cái khối u nang phụ nữ là nhiều lắm, bây giờ u nang ung thư sơ tử cung đó, bệnh đó nhiều lắm, thì đó mình phải tư vấn. Ví dụ đi là không được thì tư vấn trên điện thoại đó. Mình hỏi, giờ mình một là lấy thuốc đem về nhà uống, cách đó đó. Còn cái thứ hai nữa là mình phải là tận tình, mình chỉ cách uống nó cử kiên, chứ bây giờ đối với ăn thí vô là nhiều khi nó trúng, nhiều khi hết rồi ăn chẳng trúng như thường. Cái bệnh đó bây giờ nhiều lắm mấy đệ. Dạ. Vậy là những căn bệnh đó là còn phụ thuộc vào sự nặng nhẹ không chú Sáu? Nó còn phải phụ thuộc nặng nhẹ, cái chu kỳ thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba rồi đó, là ba cái đó nó đỡ, mà thứ tư nó nặng lắm, mà cái cũng hơn năm ăn năm thua. Dạ. là những cái giai đoạn đó, nó biểu hiện như thế nào chú Sáu? Cái bưu hiện cái thứ nhất mà nó vừa phát hiện lên đó, nó đỏ hừng đỏ đó ha, nóng lạnh đó thì dễ lắm, nó mau lắm, trong vòng 3 ngày hết à. Còn nếu mà để cho nhiều thì mà nó xì mũ đó ha, cũng hết nữa, hơi chậm chút. Giờ cái đi mổ rồi về mà nó nhảy vô chỗ khác nữa ha, là nó hơi chậm chút nữa, nhưng cũng vẫn hết đó. Dạ, vậy là mình nó biểu hiện như thế nào chú Sáu? Những căn bệnh mà ung thư vú đó, nó biểu hiện như thế nào? Đầu tiên phát lên cái một nhỏ xíu à. Mình giờ chứ mình biết không? Biết, cái người bệnh bây giờ biết nó cứng cứng, giống như cái bụng bọc mình chút gì đó. Dạ. Ê, nhưng mà tại mới mình để qua ngày, một khi nó làm bọc lên phát, nó ớn lạnh nhiều quá cái mình đi trị là lúc nó nhiều. Nhưng mà nó cái mới thì nó dễ lắm, nhưng cô bác mai mốt mới vừa bọc phát lên đó là ê là hơi ê được rồi, đừng để cho tới nóng lạnh thì cũng được, nhưng mà nó chưa bự. Dạ. Chẳng hạn như là mình ở ung thư vú thì nó biểu hiện rằng chăn vú mình nó có cảm giác lạ ha. Cảm giác lạ, dạ. Có thể cảm giác lạ. Ừ. Thì trong cái cuộc hành trình cũng như là chú Sáu mình chữa bệnh lúc trước đó, chú Sáu có bạn đồng hành gì theo phụ chữa tiếp bệnh không, hay là mình chữa bệnh anh là chú Sáu? Lúc trước thì cũng có mấy huynh đệ kiếm thuốc tiếp những cái bệnh đó, thì mình không có trồng lại tại nhà, tại vì mua thuốc có thuốc vườn không à. Có những món phải cần thiết là khó kiếm mình phải trồng ở nhà, còn có món đơn giản mình chạy ra vườn kiếm. Mà dạo này là kiếm hơi cực, là tại vì có cái là bây giờ ta trong vườn ta làm cỏ chứ không phải nhiều xưa, là sẽ thuốc cỏ không, nó khó kiếm làm kiếm hơi xa, chứ hồi đó bước ra có rồi, nhớ khỏi thuốc vườn không à. À, cho nên ở nước ngoài người ta có nói Việt Nam mình sau này là bị chết trên đống thuốc thôi. Đúng rồi, thuốc nhiều lắm, thậm chí bây giờ mình nói cái đơn giản thôi, cái dao má mình ăn hàng ngày nè, cái dao má mình đơn giản mình không ấy, chứ muốn cái người mình bị nóng nhiệt gan mụn nhọt đó, mỗi bữa mình ăn nhúm mà nấu canh nhúm đi, ăn là mát, nó thanh nhiệt giải độc. Dao má mình nó có đơn giản không, bùn ngót mình nó nhiều đó, món thuốc mà mình ăn mà mình không biết đó. Thì trước đây chú Sáu có từng chữa cho ai hết bệnh không chú Sáu? Có, chị nhiều lắm. Dạ. Thì đó là căn bệnh ung thư vú. Còn những mà cái căn bệnh mà gọi là nan y chú Sáu, mà cái tên mình cũng không có dám kêu nữa, nó làm tay chân mình nó rất là khác thường. Cái đó là nó bị như thế nào chú Sáu? Nan y là cái bệnh nó không nói tên. Một là giờ giấc khăn, mình nói gọn đây, người không bệnh đây mình mới nói giờ giấc khăn, tức như là nó nóng một nếu mà giáp cái lưng là chết á, là một là mình cũng có cách. Cái thứ hai là cái bệnh tự nhiên, cái mặt mà sưng trần dần mà lại là nó hồng đỏ mà nóng lạnh ớn, sưng dần là uống thuốc không hết á, là nó là gọi là cái bệnh là cũng khó nói, cấm nói, tức nó gọi là huyết dần đó, mình nói đi huyết dần đi, hoặc cái giò trăng ban vậy đó, là nó đỏ lòm đó, cũng gọi huyết dần mà không biết là không chỉ sớm nó làm mũ ăn với cưa luôn cái giò đó. Ba bệnh nó khó lắm á. Dạ, căn bệnh nó bị đầu tiên như vậy đó là mình có cách là mình chữa không chú Sáu? Thì bây giờ đầu tiên là cái người mà phát bệnh đó chắc có thể là người ta cũng mới đầu đi lại bác sĩ thì chắc cũng khá làm sao đó, tôi cũng trị nhiều người thì nó cũng dùng thuốc nam chứ không có gì lạ nữa. Nếu mà cái giò trăng ban mà nó đỏ lòm mà nó nóng lạnh nữa ha, nếu để lâu nó thành mũ, mổ ra cái là mất tiêu thịt đó luôn. Mình phun nó xẹp, hoặc mình giặt thuốc nó xẹp từ từ hết à. Nó gọi là huyết dặn đó. Dạ. Thì theo như hiện tại bây giờ là trên mạng cũng có đang lan truyền một cái thông tin hình ảnh của cậu bé là bị chân voi chú Sáu. Sao nghe biết không? Có cái coi chân voi. Dạ. Cái đó cậu bé đó là bị bệnh gì chú Sáu? Cái bệnh đó là không biết nổi. Con nghĩa là phải như nó phì mà nó không có nổi một á, là mình có thể cũng cách mà cái này là không biết nổi luôn. Dạ, nghe cậu bé nói là đụng vô không đau, nó bình thường. Giống như là bị béo phì hay sao? Cái đó là không biết, cái chắc đó là mình không ngoài sức tưởng tượng hiểu biết mình à. Cũng như là mình không có tặng tay mình đến mình thăm khám, không có mình. Chứ con người mình bình thường ha, người mình liền lạc bình thường, tự nhiên cái giò trăng ban mà đỏ lòm ha, mà nhất ha. Dạ, là đó là huyết dặn đó. Dạ, nó nguy hiểm đó. Mà nếu là bác sĩ rồi để đòi cưa không? Dạ. Tại nó nói tắc ngạt mạch máu, nông mạch máu không được, tắc nó cưa. Mà cái đó không sao, đó là huyết dặn. Cái đó cấm nói. Dạ. Cho nó cấm nói rồi. Cái đó là mình cấm nói trước mặt người bệnh hay sao? Trước mặt người bệnh. Dạ. Lấy thuốc cũng là cấm nói luôn. Dạ. Cấm nói gì thuốc đó luôn. Nhiều khi cái mặt đó, mặt càng dằn luôn, cổ gian vậy đó. Nếu để lâu rồi là chết á. Giống như mình trước mặt cái con bệnh mà mình tiết lộ ra thì nó như là nó sẽ không hết ha. Nó không hết, nó làm dữ lắm á. Nó loại là cũng như mình nói gọn giống như là ma, nhưng mà mình nói khoa học thì người ta không tin đâu. À, thì giống như là chú Sáu cũng có biết nhiều cách chữa những căn bệnh nan y. Như là bà con mình có cần thì cứ liên hệ với chú Sáu, số điện thoại thì trên màn hình nha quý vị. Những căn bệnh nào quý vị đang gặp mắc phải mà không biết làm như thế nào đó thì cứ gọi cho chú Sáu, thì trong khả năng chú Sáu sẽ giúp mọi người. Vậy chú Sáu ơi, thì trước khi kết đề thì chú Sáu có như là tư vấn hay là chia sẻ cho bà con mình những căn bệnh mà mình cần chữa trị không chú Sáu? Thì cũng gần kết thúc kết đề thì tôi cũng nhắc nhở bà con, một khi mà chứng bệnh mà vú mà mới phát hiện đó, cô bác nên đi là bác sĩ khám trước đi. Một khi bác sĩ điều trị là như thế nào. Còn có những cái mà cô bác mà anh chị em nào mà khi muốn đến tôi để tư vấn những chứng bệnh đó thì thuốc nam thôi, bình thường không có gì đáng hết, thì nó cũng phải là hết. Nhưng mà trước nhất mình là bác sĩ đi, bác sĩ nó cảm thấy nó không lành tính đó, thì đến bác sĩ đi. Một khi bác sĩ mà nó không hết thì cô bác đến tôi, thì tôi có thể là can thiệp được. Thì phước đức là cô quý vị là mà hên. Dạ. Phước chủ mai thầy. Dạ, phước chủ mai thầy. Như chẳng hạn như bác sĩ bó tay thì là chú Sáu ha. Vậy đi. Trước mình đến bác sĩ đi. Bác sĩ khoa học hiện đại. Thì khi bà con cái thứ nhất là mình uống thuốc, bác sĩ cũng vậy đó. Mình uống một viên thuốc bác sĩ cũng giấy niệm Phật nhưng mà hết bệnh. Cho nên cái gì cũng cái đó là một cái căn bản. Còn nếu mình tôn giáo bên Chúa thì mình giá Chúa. Có gì không? Dạ. Nó gọn là theo sự tín ngưỡng của mọi người. Tín ngưỡng của mọi người. Thì trong hết cái chương trình này thì tôi cũng chúc bà con gần xa dán niệm Phật, và dán nếu uống thuốc thì cũng dán kháng giấy Phật trời để cho khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi. Chúc bà con khỏe mạnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.